Chào mọi người, giờ ăn đến rồi. Đây, trình bày những món ăn cho mình nè. Rất là phong phú nha. Đầu tiên là món chính, mình sẽ quay cam. Đây, đi từ món này, tráng miệng, trái cây, thanh long, dưa hấu với lại một miếng khóm. Đây, có thêm phần sữa chua, dâu Vinamilk. Đây là một cái bánh ngọt. À, dưới có hộp sữa nữa các bạn. Rất là nhiều đó. Đây là đồ sữa dâu. Đây là món chính. Đây, món chính là món cơm gà giăm bông. Đây. Còn đây là bộ muỗng đĩa. Đây. Bữa ăn rất là hùng tráng. Đối với cái chuyến bay này, bữa ăn này gọi là bữa ăn sáng nha mọi người, breakfast nha. Tại vì đối với giờ địa phương thì giờ này chắc chỉ khoảng tầm 7 giờ sáng thôi, 6 giờ mấy 7 giờ sáng thôi. Cho nên là phần này là phần ăn sáng mà quá hoành tráng luôn. Còn này mình là đối với Việt Nam mình là giờ này ăn trưa nha. Giờ địa phương mình là đã 11 giờ rồi, đúng giờ ăn trưa luôn. Ok. Trong cái bộ muỗng nĩa thì là có một cái muỗng, một cái nĩa và một cái dao. Và có hai gói gia vị, muối và tiêu. Đây gọi là muối tiêu. Ok, muối thôi. Đây, mình vừa thêm một muỗng muối và một muỗng tiêu cho nó đậm đà các bạn. Tại vì mình thấy ăn nó hơi lạc. Đây, miếng giăm bông gà. Cà chua bi. Đây, ớt, rau. Rồi, miếng thịt quá bự. Đấy, nó làm ăn cũng ngon ha. Okay. Mình sẽ ăn món thứ hai, bánh này với giống bánh ốc quế các bạn. Sẽ chấm với sữa dâu. Ok, bây giờ phải bỏ cái máy xuống chế biến thôi. Dầu, dầu. Dâu hơi ngọt, ăn gì cho lẹ. Mà cái bánh này ngon. Ăn thử một cái bơ New Zealand nữa. Yeah.
lạc quá trời lạc. Đây. Cái bánh lá quế này nó ngọt sẵn nha mọi người. Rồi ăn mất dầu cho ngon, bơ lạc quá. Bữa ăn quá chất lượng. Nhắc lại là đây là ăn sáng nha. Đối với chuyến bay này là ăn sáng chứ không phải là ăn trưa. Đây là nước cam nguyên chất. Nước cam nguyên chất. Cam hơi lạc rồi. Giờ ăn tới trái cây đi. Cây thì nãy mình nói rồi đó, có thanh long, dưa hấu với lại một miếng thơm. Ăn thơm chứ. Dưa hấu rất là thanh, không có quá ngọt mà cũng không bị bở nữa. Rồi đây món cuối cùng, sữa chua Vinamilk. À, này sữa chua trái cây, sữa chua trái cây Trung Quốc luôn. Trời ơi, dân tùm lum nữa. Mới ăn cái loại này luôn, mới sữa chua Nha Đam mà, sữa chua trái cây mới ăn luôn, mà có trái cây thiệt các bạn, ngon. Bộ này của Vinamilk ngon lắm bạn. À, kết thúc, quá chất lượng, quá ngon.
rồi có đem theo chai nước. Nước cái ruột là của sân bay nha các bạn, nãy lấy nước của sân bay uống. Cái chỗ quầy nước miễn phí, còn cái giỏ là của Thành Bưởi. Thành Bưởi coi được cái clip này nhớ tài trợ cho kênh của mình nha. Đem Thành Bưởi đi lên tới Qatar Airways luôn, đưa qua tới Trung Đông luôn các bạn. Chai này vài bữa nó sẽ xuất hiện ở châu Âu nữa. Xin chào tạm biệt mọi người. Nếu mọi người thấy hay nhớ bấm đăng ký kênh, like và share cho mình nha, để mình làm thêm nhiều clip nữa cho các bạn xem. Nhớ theo dõi cái chuyến đi châu Âu của mình nha. Chào tạm biệt.